Francis Lifestyle, thành viên tham gia trong buổi diễn hành Xuân Nhâm Dần năm nay gồm có gia đình ông bà Chanta, Susan và con cháu Cindy Trần, Dr. Harry Wang, phóng viên Phạm Khanh, ca sĩ xứ phong viên Lưu Bị Linh và con gái là Faith Yuen, Rose Queen of 2022, beautiful Vietnamese Students American, Hoa hậu Kimberly Võ Đặc và con gái là Hoa hậu Miss Châu Á Hoa Kỳ, Nicole Ho. Is she beautiful? Oh yeah, she's lovely. Và công ty cũng rất hân hạnh hiện diện để bảo trợ cho hai cháu Faith Yuen và Nicole Ho đều đọc Hoa hậu năm 2022. Chúc mừng hai cháu. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Và chúng tôi cũng chân thành gửi lời chào mừng năm mới đến quý đồng hương gần xa trên thế giới. Cảm ơn tri ân đến tất cả khách hàng đại lý đã nhiệt tình ủng hộ cho công ty Princess Lifestyle. The red Ferrari, please move forward. Thank you. Move forward, please. Và kế đến là số 54, thưa quý vị, Sun Hing Corporation, mời anh Quốc Thái. Sun Hing Corporation là công ty Sun Hing 40 năm hoạt động với những nhân vàng sữa và quen thuộc như là sữa ông thọ, chắc quý vị cũng đã biết, sữa con bò trắng đen và Sita Parrot. Hiệu Parrot là một cái hiệu rất là nổi tiếng với những mặt hàng như là nước dừa, gạo thơm và tất cả các loại nước uống. Hiệu Flower đặc biệt với lại Pates của Pháp. Hiệu Fortune với những mặt hàng như là luncheon meat, nước cốt gà. Công ty Sun Hing uy tín, bảo đảm chất lượng, hương vị đậm đà, vừa lòng quý khách. Quý khách có thể tìm mua tất cả các mặt hàng của Sun Hing tại các siêu thị Á Châu trên toàn quốc Hoa Kỳ. Công ty Sun Hing kính chúc quý vị khách hàng một năm Nhâm Dần an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và thưa quý vị, công ty Sun Hing đã tạo ra một cái vấn đề mà rất nhiều người thắc mắc, là công ty đầu tiên tạo ra người đàn ông có sữa, đó là sữa ông thọ. Và kế tiếp chúng ta có Phó Biện lý Eric Scarborough. Hello Eric. Senior Deputy District Attorney Eric Scarborough, running for Superior Court Judge in 2022. He has been a Deputy District Attorney for 18 years. For the past 12 years. Mười đồng một vé, một lát khẩu liền sân khấu. Nicole Hồ cùng Kimberly Hồng Nhung xin thân mến kính chào quý vị. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 5 Tây tháng 2, tức là mùng 5 Tây Tết. Thưa quý vị, chúng tôi rất là hân hạnh được có mặt tại My Square Park để tham dự buổi trình diễn thời trang của hai nhà tổng mẫu nổi tiếng, đó là Jackie Tai và Tommy Lee. Hello everyone, I'm Nicole Ho, your reigning Miss Teen Asia USA 2022, and I'm here with Miss Asia USA of 2009 at the Lunar New Year Festival in Orange County. And what are we here today for? So today, a few of us came out with the two designers, Tommy Lee and Jackie Tai, to present some of their traditional Vietnamese gowns called Áo Dài, and it was such a great time today. It was a beautiful event, don't you think so? Very beautiful. Lots of beautiful gowns, lots of live entertainment. And here we have the OC Tết Fair. It's really beautiful here. Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị nào có muốn tham dự hội chợ Tết, xin quý vị hãy đến My Square Park, nằm ngay trên đường Edinger và Euclid, hoặc là Edinger và Brookhurst. So if anybody here would like to come and join us at the OC Lunar New Year Fair, please come to My Square Park. Và kính thưa quý vị nào có muốn những chiếc áo dài cung đình tuyệt đẹp như vậy, xin quý vị hãy liên lạc với hai nhà tạo mẫu Jackie Tai và Tommy Lee tại 3T Fabulous Bridal Wedding Center.
And if any of you would like to purchase a traditional Vietnamese gown or have any tailoring needs, please come visit 3T Fabulous Bridal for Jackie Thai and Tommy Lee. Nico Hồ và Kimberly Hồng Nhung mến chúc quý vị một năm mới thật an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. And that's all for tonight. We wish you a happy, safe and prosperous Lunar New Year. Goodbye from Miss Teen Asia USA 2022 and Mrs. Asia USA 2009. Nhà thiết kế Jackie Tai. Và ngay sau đây, quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 12 người mẫu thiếu nữ Việt Nam đẹp tuyệt vời. Ở phía trước có quá nhiều người đứng lên đằng sau không coi được, cho nên là quý vị nào mà đứng ở đằng phía trước khán đài đó, quý vị có thể giãn ra bớt để trên, xin quý vị hãy ngồi xuống hoặc là quý vị đi qua hai bên để bên đằng sau người ta có thể thưởng thức được cái màn trình diễn áo dài. Thưa quý vị, xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Thank you so much.
thật lớn cho tất cả 12 người mẫu và nhà thiết kế Tommy hiện nay đang ở trên sân khấu cùng với lại tất cả các người mẫu. Bây giờ các người mẫu chắc phải đi một vòng nữa từ bên kia qua đằng sau cho tất cả mọi người cùng thấy tất cả các sắc đẹp. Đẹp quá tất cả những cái áo dài này. Vâng. Wow. Đẹp tuyệt vời. Mời quý vị cho một tràng pháo tay một thật lớn nữa cho tất cả các cô người mẫu có mặt trong đêm nay.